Pháp Vương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Luân Thất Thiên Nhân Chi Đạo Sư Tứ Sanh Chi Tự Phụ. Những niệm quy năng diệt pháp kỳ nghiệm xưng dương nhược tăng thăng ứng kiếp mạc năng tăng. Nam na lệ sa lệ tăng không tịch này cảm ứng đạo giáo nan này tư ngã thứ đạo tràng như đế châu mà phương chư phạm anh hiền trung ngã thân anh hiền chư phạm tiền đầu diêm tiếp tục mà quy chỉ tâm mê đảnh lệ nam mô tăng không biên pháp giới quá hiền vì nói thầm phương chư phần tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chỉ tâm đảnh lệ nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đường lai hạ sanh di lặng tôn phật đài thi văn thù sư Phổ Hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hồi tướng Phật vô chi tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chi Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thánh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát.
thanh lương ấy chí tâm mà kiên tương ấy những chú biển thầm phương ấy nam mô ương vân cai bồ tát nam mô Nam mô Na Ra Căng Đề Đề Ma Ha Bằng Đa Sa Mê Tăng Ba Tha Đầu Vua Bằng A Thề Dừng Tăng Bà Tăng Đà Na Ma Bà Già Ma Phạn Đàng Đồng Na Địa Thang A Ba Lô Hê Lô Ca Đề Ca Ra Đề Nhi Hê Đề Ma Ha Bồ Đề Tăng Đo Tăng Bà Tăng Bà Ma Câu lô câu lô kiếm mong đô lô văn xà gia đế ma ha pha xà gia đế đà ra đi ri ni thân phật ra gia gia ra gia ra ma phật ma ra mùng đế lên y hê di hê thất na ra sanh phần ra xa lời pha xa pha sâm phần đà xa gia ô lô lô ma ra hô lô hô lô hê đi ta ra tân a đi tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề đi gia na ra cân a đi địa đi sanh ni na ba gia ma na ta ba Ya ta ba ma thân đa ya ta ba ham thân đa dương nghe thân ban ra ya ta ba na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba thân ra thân a mùng khứ ya ta ba ham ta ba ma thân đa ya ta ba ta ba ba đa ma yêu tấn đà dạ ta ba na ra cấn trì bằng dạ ra dạ ta ba ma ba lợi thắng y ra dạ ta ba nam mô ấn ra đắng na đa ra dạ dạ nam mô a di dạ ba lô yên đế thức bằng ra dạ ta ba Mạng đà đà băng đà dạ ta ba hán tớ niên đô mạng đà ra băng đà dạ ta ba hán tớ niên đô mạng đà ra băng đà dạ ta ba hán Nam mô bổn sư Thế Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên vàng kim năng thao ngồm ngà kim kiến văn đấng thọ trì nguyện giải như lai chân thiện nghiệm. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Nhị Thời Vô Tận Y Bồ Tát Tấn Tùng Tòa Khởi Thiên Đáng Hữu Kiên Hiệp Chương Ngưỡng Phẩm Nhị Ta Thì Ngôn Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát Di Hà Nhân Duyên Danh Quán Thế Âm Phật Cao Vô Tạng Thiền Nam Thứ. Nhược vô lượng ba thế văn chúng sanh thọ chữ khổ não văn thì Quang Thế Âm Bồ Tát nhất tâm xưng danh Quang Thế Âm Bồ Tát tấn thời quang kỳ âm thanh nhi đăng giải thoát. Như hữu trì thì Quán Thế Âm Bồ Tát danh gia thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì Bồ Tát ngoài thân lưng có nhượng vi đại tùy cho phiêu sinh kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ nhường hữu ba thiên vàng ứng chúng sanh vì cầu kiệm ngân lưu ly xa cơ mà não sáng lo vắng chân cháu đang bao nhầm mư đại hải và sự hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quý quân kỳ trung nhược hữu này chỉ những nhân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh già thì như đặng giai đăng giải thoáng là sáng chi nàng chỉ thì nhân duyên danh Quán Thế Âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh già sợ bị sơ chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung và xóa la sanh dùng lại nào nhân văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh gia thì chư ác quỷ thường bất năng dĩ an nhàn thì chi huống phục gia hại thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội nhờ vô tội nữ giới gia toa kim hệ kỳ thân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá giải tân đoàn hoài tức đấng giải thoát nhờ tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoan tặng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thế trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì sương ngôn chư thiền nam tứ văn đa khung bố như đắng ưng đương như cái tâm xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu thì Bồ Tát năng gì vô ý thế ư chúng sanh như đắng như xưng danh và ư thứ hoán tạc đương đăng giải thoát
chúng thường nhờn vẫn có phá thịnh ngưỡng. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát khưng kỳ danh cô tân đấng giải thoát vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hư chúng sanh đã hư dâm vô thường niệm cung kinh. Quan Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly dục nhược đa sanh nhuế thường niệm cung kinh. Quan Thế Âm Bồ Tát thường đắng ly sanh nhược đa ngũ si thường niệm cung kinh. Quan Thế Âm Bồ Tát tiện đắc ly si vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát cứu như thì đắng đại hoài thần lực đa sa nhiều ích thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ngưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường. Quan Thế Âm Bồ Tát tiền sanh phương đứng trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh hữu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kính vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kính lễ bái. Quan Thế Âm Bồ Tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ân thọ trì. Quan Thế Âm Bồ Tát chánh hiểu vô tận ý nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ức hằng hà sa Bồ Tát danh từ phổ thân hình công dường âm thân ý vong hoa của ý dược ư nhớ ý phân hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bấn kha cùng tăng vô tận ý thọ trì Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý Bồ Tát bằng phần ngôn thế thông. Quan Thế Âm Bồ Tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới bấn hà nhi vị chúng sanh thuyết pháp phương tiện chi lực kỳ sự vân hà phần cáo vô tận ý Bồ Tát. Thiền nam tử như hứa quân đồ chúng sanh ứng di Phật thân đăng độ gia Quan Thế Âm Bồ Tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp ứng di bích chi Phật thân đăng độ gia từng hiền minh chi và thân nhi về thuê pháp ưng về thanh văn thần đăng đồ gia tấn hiền thành văn thân nhi về thuê pháp ưng về phạm vương thần đăng đồ gia tấn hiền phạm vương thân nhi về thuê pháp ưng về đế thích thân đăng đồ gia từng hiền đế thánh thân nhi vì thuyết pháp ân di từ tại thiên thân đăng độ gia tức hiền từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ân di đại từ tại thiên thân đăng độ gia từng hiền đại từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp
Vân Di Thiên Đại Tướng Quân Thân Đăng Đồ Gia Thân Hiện Thiên Đại Tướng Quân Thân Nhi Vị Thuyên Pháp Mừng Dị Tỳ Sa Môn Thân Đăng Đồ Gia Thân Hiện Tỳ Sa Môn Thân Nhi Vị Thuyên Pháp Mừng Dị Tỳ Vương Thân Đăng Đồ Gia Thân Hiện Tiểu Vương Thân Nhi Vị Thuyên Pháp Mừng Dị Trường Gia Thân Đăng Đồ Gia Thân Hiện Trường Gia Thân Nhi Vị Thuyên Pháp Mừng Dị Cư Sĩ Thân Đăng Đồ Gia Thân Hiện Cư Sĩ Thân Nhi Vị Thuyên Pháp Mừng Dị Tế Quang Thân Đăng Đồ Gia Thân Hiện Tế Quang Thân Nhi Vị Thuyên Pháp Mừng Dị Bà La Môn Thân Đăng Đồ Gia Thân Hiện Bà La Môn Thân Nhi Vị Thuyên Pháp Mừng Dị Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ưu Bà Tăng Ưu Bà Di Thân Đăng Đồ Gia Thân Hiện Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ưu Bà Tăng Ưu Bà Di Bà La Môn phụ nữ thân đăng đồ giang Thân Hiện phụ nữ thân nhi vị thuyết pháp ưng di đồng nam đồng nữ thân đăng đồ gia Thân Hiện đồng nam đồng nữ thân nhi vị thuyết pháp ưng di thiên long gia xoa càng tăng bàm A tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đăng thân đăng đồ giả thân dài hiền chi nhi vị tuyệt pháp mừng di chấp kim cang thần đăng đồ giả thân hiền chấp kim cang thần nhi vị tuyệt pháp phò thần ý thì vắng thế Bồ Tát thành từ nhờ thế công đa di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đàn ưng đương như cái tâm cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát thì Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ư Bồ Uy cấp nàng chi trong năng thi vô ý thì cổ thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thí vô ý dạng Vô tận y Bồ Tát bằng phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quan thế âm Bồ Tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lượng kim nhi dị dự chi tán thi ngôn Nhân già thọ thơ pháp thế trang bảo anh là tài quan thế âm Bồ Tát bất khăn thọ chi Bồ Tát ý phụng bạch quan thế âm Bồ Tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm Như thời Phật ca quán thế âm Bồ Tát đương mừng thư vô tận ý Bồ Tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng cô thọ thử anh là tức thời quán thế âm Bồ Tát mừng chư tư chúng cầm mư thiên long nhân phi nhân đắng thọ kỳ anh làng phần ta nhị phần nhân phần phong thân ca mơ ni phần nhờ phần phụng đa ba phần tha vô tần y quan thế âm Bồ Tát hữu như thì từ tài thần lực du ư ta bà thế giới
Nhị Đại Bồ Tát Nghe Bồ Tát Di Kệ Văn Vê Thế Tôn Diệu Tướng Cụ Ngã Kim Trùng Vân Bí Phật Tứ Hà Nhân Duyên Danh Vĩ Quán Thế Âm Cụ Túc Diệu Tướng Tôn Kệ Nam Bồ Tát Nghe Như Thánh Quang Âm Hành Thiện Ưng Chư Phương Sa Hoàng Thề Thăm Như Ái Linh Kim Bất Tư Nghị Thị Đa Thiên Ưng Phân Phan Đại Thánh Tịnh Nguyện Ngà vì như lửa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia xứ hưng hài thôi làng đại hoa khăn. Niệm bi quán âm lờ hóa khăn miên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải long ngư chư quý nàng niệm bi quán âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong. Vì nhận xa thôi đoà niệm bế quan âm lần như nhận hư không trô hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niệm bế quan âm lần bất năng tồn nhân mau. Hoàng kỳ hoàng tăng nhiễu ca trăm đao gia hài niệm bi quan âm lần hàm tấn khai tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niệm bi quan âm lần. Cao tầm đoàn đoàn hoài hoàng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới niệm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam. Niệm bi quan âm lờ hoàng trước bọn nhớ hoàng ngọn là xá đồng long chư quỷ đằng niệm bi quan âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niệm bi quan âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên. Niệm bi quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện giang bà chùa đại vô niệm bi quan âm lớn thời đặng kêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần. Hoàng tù tri vương tiền thăm phương chư quân đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư ân thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tấn linh diền. Chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lôi chân tư diệu đại văn chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não diệm tranh tùng kinh quan sư bố quý quân trần trung niệm bi quan âm lực chung oan tân thôi tăng. Chiều âm quang thế âm phàm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quang thế âm tình thanh ư cô nào tự anh. Năng vì tăng y hộ cô nhưng thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn. Nhi thời trì địa Bồ Tát Tơ Tông tòa khởi tiền bàn Phật ngôn thế tôn như hư chúng sanh văn thì quán thế âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thiền thân thông lực giam.
Thường thì thế nhớ cao đơn ba thế và thuế thế phó môn văn thời chúng trung bác vàng tứ thiên chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm chiều pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà an đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà an đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ôn án ma ni ba chi hồng 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 ăn ma ni ba di 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 hồng
ang ma ni văn di hồng ang ma ni ba 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 di hồng Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Không Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Có hai phim tự phong Phổ Thế Tâm Dung Xa xa hiện vô cùng Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế
Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Ma Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Ban Nhã Ba La Mật Đa. Thời chiều kiên ngộ ứng giai không độ những thế có ánh xa lợi tư sanh bấn gì không không bấn gì sanh. Sanh thực thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân về phụng như thì xá lợi tự thì chư phá không tương bớ sanh bằng về bận câu bất tình bằng tăng bằng giam thì cố không trung vô sáng vô tòm. Tương hành thơ vô nhan nhị tí thì tăng ý vô sa thịnh hương về sông phá vô nhàn giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tầng này chỉ vô lão từ diệt vô lâm. Từ tầng vô có tâm về đạo vô tri về vô đăng dĩ vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu canh niên
bàn tam thế chư Phật. Y văn nhà ma la mật đa cố đăng na nào đa la tam miêu tam bồ đề cô trì văn nhà ba la mật đa thi đại thân chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng năng chú năng trừ nhân thiết cô chân thiền bẩn hương. Cô thuyền mang nhà ba la mừng đa chú thân thuyền chủ viên yên đế y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà hăng yên đế y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà nam mô a di đà bà gia đà tha gia đà gia đà điên gia tha di đi đô bà tì a di đi đà tấn đam bà tì a di đi đà tì ca lăng đê a di đi đà tì ca lăng đê gia di ni gia gia na chi đà ca lê ta bà nam mô a di đà bà gia đà tha gia đà gia đà điên gia tha di đi đô bà tì a di đi đà tà đam bà tì a di đi đà tì ca lăng đê a di đi đà tì ca lăng đê gia di ni gia gia na chi đà ca lê ta bà nam mô a di đà bà gia đà tha gia đà điện gia tha a di đà đô bà tì a di đà đà ta đam bà tì a di đà đà tì ca lăng đê a di đà đà tì ca lăng đa gia di ni gia gia na chi đà ca lê ta bà hằng a di đà phật thân kim sanh ê tướng hà Nam mô Trần Thánh Tư Đại Hải Quang Trung Hóa Phần Vô Số Ứng Hóa Bồ Tát Chúng Diệt Vô Biên Tứ Thâm Ban Nguyện Độ Chúng Sanh Cư Pháp Âm Linh Đăng Bi Ngàn Ngày Nam Mô Tây Phương Cần Là Thế Đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 a di Nam mô A Di Đà Phật 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 Nam mô A Di Đà
Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng Quan Âm Oai Thần Long Long Cấm Thế Gian Đều Trong Danh Ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quay. Quan Thế Âm cứu khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành
Vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha diệu thân ấy chính là chi cả sao cùng tu chứng quả văn thù diệu âm trì thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cánh Phật ấy lòng từ bi chân chánh đáng ghi tôi nhỏ trí có ai bì dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ấy mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bất thành Việt Nam ơi. Một cành tiên mây lam che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ai hành theo ý chỉ của thầy ban ra quan thế âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ biển Nam Hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài oai thần linh hiền không hai tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu ê nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho hay có kẻ qua đò mắc nạn ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường chỉ thành đốt nén tâm hương ai vừa niệm danh
hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạng bang, chính từng sen bao đài vàng. Di Đà Thọ ký rỡ ràng thánh thời gian. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đứng thọ thân hành vô biên thắng phước giải hồi hướng ai vô nguyện phạm giới chư chúng sanh thông vạn vô lượng quang phần sáng ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ cho minh liễu phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thế thượng hành bồ tát đạo ai nguyện sanh tây phương tịnh độ trung ma cửu phẩm liên hoa vị phù màu hoa cài kiến phật ngộ vô sanh bất thối bồ tát vi bằng lữ nguyện gì tự công đức phổ cầm những thế ngã đặng giữa chúng sanh giai công thành phật đạo tự quy phật đơn nguyện chúng sanh thế giai đại đạo ở pháp vô thượng tâm tự quy pháp đơn nguyện chúng sanh thâm nhàm kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy
tăng đương nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhất thiên vô ngại. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành này phân